À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với bài học số 8 với tiêu đề Nét đẹp văn hóa Việt. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta tìm hiểu một nét đẹp văn hóa Việt nữa, đó là văn bản kéo co theo Trần Thị Ly. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng cô đi vào phần một lớn, đọc và tìm hiểu chung. Một là đọc văn bản. Với văn bản này, em cần lưu ý cho cô, chúng ta cần thể hiện đúng giọng điệu của kiểu văn bản, cần đọc linh động và có sự thay đổi thích hợp với từng nội dung của văn bản. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiến hành mở sách giáo khoa ở trang 55 để cùng cô đọc văn bản. Kéo co, Trần Thị Ly. A là người chơi. Tùy thuộc vào số lượng người tham gia để chỉ đội, mỗi đợt thi đấu có 2 đội. Số lượng người chơi trong mỗi đội thường khoảng từ 5 đến 10 người trở lên. Các đội chơi thường chọn người rất kỹ lưỡng, cao, to, khỏe mạnh, dẻo dai, v.v. Vì điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả của cuộc chơi. Trò này có khi chỉ có 2 đội chơi với nhau, có khi mang tính thi đấu, nhiều đội tham gia. Những đội chơi mang tính thi đấu thường chọn những người cao to, có kỹ thuật hay là kinh nghiệm thi đấu. Khi trò chơi mang tính thi đấu thì sẽ có ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ cử một người làm trọng tài, một người đánh trống để làm tăng thêm không khí của cuộc chơi. Ngoài ra còn có các cổ động viên. Trước khi thi đấu, các đội tham gia thường sẽ được hướng dẫn về cách thức thi đấu và những kỹ thuật để giành phần thắng. Mỗi đội thường đại diện cho một khu vực cụ thể. Họ có thể mặc đồng phục để thêm phần phấn chấn và có trách nhiệm hơn khi thi đấu. Chơi cần sức. Hai đội có số người bằng nhau hoặc toàn là nam, tức là kéo co nam, hoặc toàn là nữ, kéo co nữ. Có khi xen kẽ giữa nam và nữ. Con nít chơi với con nít, người lớn chơi với người lớn. Trong trường hợp nếu có hai đội chơi, mỗi đội có nhiều người cao, to, khỏe hơn, thì đội ấy phải đổi người qua lại để tạo sự công bằng giữa hai đội. Chơi không cần sức còn được gọi là kéo chất. Hai đội chơi chất nhau, số lượng người trong hai đội không bằng nhau. Một người mạnh, hai người yếu, hai người lớn kéo với con nít, hoặc đội có những người cao to, khỏe, chất đội bên kia thêm người chơi. B là chuẩn bị. Một sợi dây dài, tùy số người tham dự, to, dẻo và chắc để không bị đứt trong khi kéo, như dây luật, dây thừng hay khúc tre được xử lý tốt, không làm hại tay người kéo. Giữa dây buộc một miếng vải đỏ hay một vật bất kỳ làm dấu, gọi là tâm điểm, để xác định đội thắng. Giữa hai đội vẽ hai đường mức dài cách nhau khoảng 1 mét, có phủ lớp vôi bột để có thể xác định dấu chân xem đội nào bị thua. Đặt sợi dây dài nằm trên hai mức, cắt hai đường mức theo dạng dấu cộng và cho tâm điểm nằm giữa hai mức. C đó là nói về cách chơi. Mỗi đội tự đặt tên cho mình và cử một người bốc thăm thi đấu. Hai đội cùng bước vào vị trí thi đấu và cầm dây lên. Thông thường, trong mỗi đội, người chơi không đứng cùng một phía với nhau mà chia ra hai phía đối mặt nhau để tạo thêm lực vững chắc khi kéo. Quy tắc thường áp dụng cho mỗi đội chơi. Khi các đội bước vào vị trí kéo, người đứng sau sẽ móc chân mình vào chân người đứng trước. Hai chân dang rộng để giữ thăng bằng và làm trụ cho vững chắc. Mỗi người trong đội đứng so le, chia đều người đứng đối diện nhau để có thể tạo lực kéo vững thế hơn và không bị dồn về một phía, khiến cho dễ bị thua. Hai đội ra sức kéo để di chuyển tâm điểm về phía đội mình. Những người bên ngoài sẽ vỗ tay cổ vũ cho cả hai đội, cố lên. Đây là quy định trò chơi. Hai đội chơi, tâm điểm về phía đội nào, đội đó sẽ chiến thắng. Quy định tiếp theo là nhiều đội chơi thì các đội còn lại thi đấu tương tự. Các đội thắng sẽ đấu tiếp với nhau để giành giải nhất, nhì, ba. Ngày nay, trong quá trình hai đội thi đấu, còn có thêm tiếng còi báo hiệu bắt đầu kéo, tiếng trống làm không khí sôi động, phấn khởi, tạo tinh thần thi đấu cho các đội.
Ngoài ra còn có dạng kéo co bằng tàu dừa hay bằng một cái cây dài chắc chắn. Người chơi không những chơi kéo co trên cạn, mà khi tắm sông, nếu cùng nhau tắm đông, có thể có rủ nhau chơi kéo co dưới nước. Người này ôm eo người kia, chia thành hai đội và kéo qua kéo lại. Tôi tin chắc rằng là khi chúng ta văn bản này, chúng sẽ đều cảm thấy rất là quen thuộc, bởi vì là chúng ta chắc chắn là sẽ bắt gặp hình ảnh những trò chơi kéo co này trong cuộc sống rồi, và thậm chí là chúng ta đã từng trực tiếp là một thành viên trong đội kéo co thi đấu. Cho nên chúng ta sẽ đọc rất là cảm thấy rất là quen thuộc và rất là thú vị. Sau đây thì chúng ta hãy cùng cô đi tìm hiểu những nội dung liên quan đến phần văn bản. Hai nhỏ tìm hiểu chung. Trước tiên là thể loại của văn bản. Kéo co thì thuộc thể loại văn bản thông tin. Phương thức biểu đạt của nó là thuyết minh, vì nó đã đem đến cho người đọc những thông tin chính xác về trò chơi và chủ yếu nói về luật lệ, cách thức chơi. Cô tóm tắt lại một số ý nói về nội dung của văn bản. Ở trò chơi kéo co, mỗi đội sẽ có 5 đến 10 người trở lên. Khi chơi, các đội thường chọn người cao, to, khỏe và dẻo dai. Khi trò chơi này mang tính thi đấu thì sẽ có ban tổ chức, có chơi cân sức và không cân sức. Trước khi chơi, cần chuẩn bị một sợi dây dài, to. Giữa hai đội vẽ hai đường mức dài cách nhau 1 mét, rồi đặt sợi dây nằm trên hai mức. Cắt hai đường mức theo dạng dấu cộng và cho tâm điểm nằm giữa hai mức. Cách chơi đó là mỗi đội tự đặt tên và cử người lên bốc thăm thi đấu. Khi các đội bước vào vị trí kéo, người đứng sau sẽ móc chân mình vào chân người đứng trước. Hai chân dang rộng để giữ thăng bằng và làm trụ cho vững chắc. Mỗi người trong đội đứng so le, chia đều người đứng đối diện để kéo. Khi trọng tài hô bắt đầu thì hai đội sẽ ra sức kéo. Thông tin tiếp theo về văn bản các em có thể lưu ý tham khảo đó là bố cục của văn bản. Chúng ta thấy văn bản này là văn bản thông tin cho nên sẽ có bố cục rất là rõ ràng, gồm tất cả là 3 phần. Phần 1, từ đầu cho đến thêm người chơi. Phần này có nội dung là quy định về người chơi. Phần 2 tiếp đến giữa hai mức. Đây là phần chuẩn bị cho trò chơi. Phần 3 là phần còn lại, cách chơi và quy định của trò chơi kéo co. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cụ thể những nội dung liên quan đến phần 2 lớn, trải nghiệm cùng văn bản. Như chúng ta đã thấy, trò chơi kéo co là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe và cũng là một trò chơi dân gian thể hiện tinh thần và mang tính đồng đội cao. Nó sẽ đem lại niềm vui, sự thoải mái cho mọi người khi tham gia vào các dịp lễ hội. Nội dung đầu tiên trong phần trải nghiệm của văn bản, chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu một nhỏ đặc điểm của văn bản. Cấu trúc thì chúng ta thấy rất là rõ, có 4 phần. Đó là nói về người chơi, phần chuẩn bị, phần cách chơi và quy định trò chơi. Về hình thức của văn bản thì các em thấy là các mục trong bài được ký hiệu theo các phần A, B, C, D, sử dụng các số từ, chỉ số lượng. Văn bản cũng sử dụng các từ ngữ miêu tả chi tiết về trò chơi kéo co. Và đồng thời, văn bản còn sử dụng hình ảnh minh họa rất là sinh động. Các đặc điểm bên trên mà chúng ta vừa kể ra sẽ giúp làm sáng tỏ mục đích của văn bản. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp theo phần 2 nhỏ, mục đích và cách triển khai thông tin văn bản. Có thể thấy mục đích của văn bản này cũng rất là đơn giản, giới thiệu về cách chơi và những quy định về trò chơi rất phổ biến trong dân gian, đó là trò chơi kéo co. Cách triển khai thông tin ở đây đó là sử dụng cách trình bày theo trật tự thời gian, đó là thứ tự các bước cần thực hiện. Cách triển khai tiếp theo đó là phương tiện phi ngôn ngữ. Chúng ta thấy là tác giả sử dụng hình ảnh minh họa rất là rõ ràng. Và cách triển khai thông tin thứ ba đó là chúng ta thấy tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ ở đây giúp cho người đọc dễ hình dung về trò chơi kéo co này nó được diễn ra cụ thể như thế nào và cách thức tổ chức ra làm sao. Và chính vì những thông tin đó cho nên văn bản này đã đem lại sức hấp dẫn cho người đọc, bởi vì là đã giúp chúng ta hình dung cụ thể về một trò chơi dân gian, và đặc biệt là
nó còn là một nét đẹp văn hóa của người Việt trong mỗi dịp lễ hội nữa. Phần tìm hiểu nội dung thứ hai vừa rồi thì đã khép lại cho phần trải nghiệm của văn bản. Tiếp sau đây, cô sẽ hướng dẫn chúng ta khái quát lại những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản, trò chơi kéo co. Một là về nội dung. Văn bản kéo co đã cung cấp cho người đọc thông tin về sự chuẩn bị, cách chơi, quy định về trò chơi kéo co. Để thể hiện hiệu quả nội dung bên trên, thì chúng ta không thể không cân nhắc tới những đặc sắc nghệ thuật của văn bản. Văn bản thông tin giới thiệu quy tắc của một trò chơi về cấu trúc 4 phần rõ ràng. Đồng thời, văn bản còn sử dụng thuật ngữ, con số, từ ngữ chỉ thời gian, số từ chỉ số lượng chính xác. Tiếp theo đó là có hình ảnh minh họa rõ ràng cho văn bản. Như vậy là với phần định hướng vừa rồi, cô hy vọng rằng chúng ta đã có thể hình dung rõ về những yêu cầu, những cách thức trong khi mà triển khai một văn bản thuyết minh. Trước tiên đó là chúng ta cần đảm bảo thông tin được giới thiệu mọi người phải là những thông tin chính xác, khách quan, đáng tin cậy. Và những thông tin liên quan đến vấn đề mà chúng ta thuyết minh sẽ phải là những thông tin hữu ích, đem lại giá trị thông tin cho mọi người để mọi người có thể có được nhận thức, hiểu biết chính xác về vấn đề, về đối tượng được thuyết minh. Và thông qua văn bản vừa rồi, các em cũng được bồi đắp thêm một nét đẹp văn hóa trong dân gian, đó là việc tổ chức trò chơi kéo co mang lại rất nhiều niềm vui và giá trị tinh thần cho mọi người trong những ngày lễ hội hoặc là trong những buổi giao lưu giữa các đối tượng như là trường học này, giữa học sinh các nơi và đặc biệt là trong những ngày hội văn hóa của đất nước. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học. Cô chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.